Chú tươi nước lan ngâm xuống đấy à? Chú tươi nước lan ngâm xuống đấy à? Chạy của nó đi từ nước mà, từ lộ mà. Bả, đây là bả phân. Đây là bể để chứa nước. Cái nước này là dùng tưới cỏ là nó rất tốt các bạn này. Cái bể này hơi xấu đấy. Để cho con ăn. Màng ăn ném vào đấy. Chú hút đi tưới chứ? Hút hai lần rồi. Hai lần. Để cho được phân. Nắng nắng rồi là gì? Hút nước ao lên thì tha thêm một là tưới thôi. Hố sâu mấy mét chú? 2 mét. 2 mét à? Ở đây là mấy mét nước đó? Đây về 1 mét chứ? Mét đó vừa. 1 mét nước rồi. Đây có làm con gầm xuống đó nè. Làm lỗ đấy chứ. Bỏ ống à? Không. Đuôi. Chú theo lỗ hò nữa. Chắc là chú lấy cái ngăn ngăn mà ngăn inox cũng được á, ngăn inox ngăn lại cũng được á. Để lỗ xo luôn à? Ừ. Mình xây xo ngang này nên đập đôi bên xo ra xây xo ngang này. Mình chắn là cái bà chỉ cần lên nước không, đây xuống đây nè. Cái này là rào còi gà rơi xuống đây nè. Rơi xuống là thịt luôn.